Rồi, hôm nay thì Tùng có cái chuyến đi show đêm rồi cả nhà. Hôm nay cái đèn này chắc nó tối quá không thấy đường gì mấy đâu. Hôm nay Tùng với lại anh Hải nè. Chào cả nhà đấy. Đó. Hai anh em sẽ đi show đêm nha. Cái đèn này nó hơi mờ, cả nhà xem và thông cảm nha. Hôm nay không biết sao đâu, không biết nó sò dọn vậy nè. Đó. Vậy sôi mới thấy nổi thôi cả nhà. Thì hành trình hai anh em đi bắt cua đêm. Hôm nay đi xuống dưới chỗ Sóc Giàm Mương Lớn nè cả nhà. Lát nữa có cua có gì thì Tùng sẽ quay và chia sẻ cho cả nhà cùng xem nha. Mai cái đèn kia thì nó hết pin rồi cả nhà. Lấy đèn này quay đỡ cả nhà. Cả nhà xem và thông cảm cho Tùng nha. Rồi bây giờ thì hai anh em sẽ tiến xuống cái đám lá phía trước đó để đi kiếm cua bắt nha. Có cua có gì thì Tùng sẽ quay và chia sẻ và ghi hình cho cả nhà cùng xem nha. Rồi bây giờ thì mời cả nhà theo chân hai anh em mình trải nghiệm bắt cua đêm nha. Hàng gì đây? Con gú. Con gú con cá thò lòi có 300 cà giam. Sau đêm mà gặp con cá thò lòi vậy là có lý rồi cả nhà. Con gú nó bự. Có trứng luôn. Quá im luôn cả nhà. Thôi, tiếp tục. Vô, vô bự, vô bự, vô bự. Này là ngon à, trời ơi con cá nè. Cá này, đây, đây. Đó, dọn lên nếm nếm là sáng rồi. Rồi. Đâu rồi nó bự. Xuống, xuống, xuống. Chụp con cá cái. Xuống cái tay, quá vật khổng lồ. Anh cua bói kìa. Đó, chín vòng vòng trên mấy cái nắp đó rồi có hang không? Ở đây có một cua nó bói nha cả nhà. Nè nè nè, cua lộn qua nhà. Nhà cua lộn qua nhà khổng lồ. Hai con ừ, nhà khổng lồ. Hàng cá cũng khổng lồ. Quá trời. Này đi nay đi nay đi cái đèn này nó tối quá. Trời ơi qua nhà nữa. Qua nhà nằm trong hang tre bé. Đây có con cua nó bối hơi trọng trọng mà không biết nó ở đâu nữa. Kiếm hàng luôn hàng hàng gì đây hàng cá thò lòi cá thò lòi biển nó đùng thì con cá này nó bự kiếm cho nó ở đâu nha con này thì nó ở vòng cái khu vực này thôi đó có hàng nữa không giọng đây nè rồi hang đây nữa con cá nó mới chui vô luôn cả nhà mới tụt xuống luôn tụt xuống cái hang này nè uổng quá mình đi không kịp nữa nha hiện một con quái vật nó nằm trong đây nữa nè cả nhà mày quái vật nữa nè cả nhà vô nhìn hốt nó nha quá trời ơi con cá thô lô nó bự ui khủng khiếp rồi bây giờ thì Tùng kiếm đường ra cả nhà ơi quá quá trời khủng ui da ui con cá này nó bự nè cả nhà thấy chưa ui con cá nó bự nè nè vô để lên qua đây quá trời con cá nó bự rồi cả nhà nè. Trời ơi nó dài quá trời cái đầu rồi giờ hai anh em sẽ lần theo cái khe này luôn cả nhà khe này có mấy con thò lòi cũng bự lắm nè rồi giấu nó chạy kìa trời ơi giấu nó kìa trốn nó kìa giấu cá thò lòi cho bá luôn cả nhà trời ơi nó mới chạy nè để coi nó chạy tới đâu nha có cái giấu nó nằm nè dùm kỹ coi nó có leo đâu không quá trời bự luôn con này cũng là con khổng lồ nữa nè rồi nó tuột xuống tới đây à thì là nó đi theo cái khe này cái nhà dấu nó mới chạy nè cái nhà thấy không cái dấu nó nè xanh lè luôn chạy đâu rồi ta nó có nữa Tùng sẽ chia sẻ cả nhà xem nha giật nó nằm cái nhà ôi ôi ôi
rồi, lụm bạc cả nhà ơi. Trời ơi. Còn khủng nữa nè cả nhà. Nhà thấy không? Ủa. Wow, thôi lô không, con nào nó cạnh 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 cạnh. Vô. Đi vô. Đó. Của hổm thì cái lùm này nè cả nhà. Hai anh em đi đêm á thì nó leo lên trên, chạy lên trên đó cũng 3-4 con rồi đó. Không có bắt được nó, hôm nay quay lại thì tóm được em nó rồi nha. Cái kẹt này cái có cắm dừa. Mấy cái kẹt này. Kẹt này có con cá nhỏ nè. Nói chung ra thì mấy anh em đi đêm này chỉ có bắt cua và tìm kiếm cá thòi lầu biển, cá thòi lầu biển hang nữa nè cái này. Đó, hang thằng bá nè. Con cá này nó còn cũng vòng vòng, nó lên trên bò trên lùm nó trốn nữa nha cả nhà. Bây giờ sẽ kêu lùm nó thôi, biết có hay không đây. Bữa cái hang nó còn nó chui vô đây nè. Đó, cái hang nó chui nè, lăn con luôn. Hết nó nổi. Hôm nay nó chui đâu chưa biết, kết quả nó gì xuống tới dưới không. Dạ, lát có nó còn sẽ chia sẻ cho cả nhà xem nha. Đó, 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 không lên đó. Hút. Hút được không? Đó. Dạ, ui. Lụm chưa, lụm chưa? Đúng. Đây, con con. Đây, con con nữa nè. Quá im. Đây nè. Hai anh em vừa hút con này, vừa chạy lên thì qua hải hải chụp, đây, tùng chụp con nữa nha. Có lý vậy. Quá hay. Rồi. Hôm nay nói chung là khá là ngon rồi đó cái nè. Dòng đây sẽ giao vào đó và đi dài lên trên kia. Còn cá nhiều, cá thòi lò biển rồi đây nè. Ở đây cái hang con gì nó môi. Quá bự luôn. Nguyên cái dũng nước luôn. Không biết con gì. Rồi bây giờ hai anh em sẽ lần theo cái con khe này nha. Bự không? Lần theo cái khe này để tìm kiếm cua, cá thò lòi, cái thò lòi biển với hải sản gì đó, có thì bắt trời. Quay về chia sẻ cho cả nhà cùng xem nha. Trời thì cũng mới vừa tan bão rồi cả nhà, nên đi bắt cái này thì cũng còn khá là cực. Biết cái hang gì trên đây không? Rồi con cua nó bối lên tới trên trời rồi luôn. Giờ mấy cái điểm này có mấy anh em cũng đi săn bắt. Dạ, lát nữa có sẽ chia sẻ cái này thêm nha. Hai anh em phát hiện cái con cá thò lò biển nó nằm trong đây nè. Đó 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 đó. Rồi đi vô thẳng ánh đèn tao luôn nè. Thẳng ánh đèn cho nó chạy xuống luôn. Thấy không? Đó. Cái cây móc chọt cái nó chạy xuống tao. Đó đó nó nằm đó. Đó. Nó nằm đây nè, thấy không? Trời ơi. Chọt nó. Chọt đẩy cái chạy xuống đây. Chạy này hút nó luôn à. Đó. Hút được thì hút luôn nha. Vô dính luôn, hay quá. Đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi. Con chặn dần luôn nha cả nhà. Trong cái lùm trà bá vậy nè hai anh em, người đầu trên đầu dưới. Và hút được một em thò lòi biển nữa nha. Cá thò lòi biển này là đặc sản của miền Tây Nam Bộ nha. Rồi, đứng phá đây. Đây. Trà bá lửa luôn. Rồi, tiếp tục. Trái im. Hành trình hôm nay hai anh em là vô mánh này cả nhà, trúng đậm luôn rồi. Làm vừa cá thò lòi kiếm mới mấy con cua, vừa có cua ăn mà vừa có cá thò lòi biển nha cả nhà. Cái này cái bọng này có con gì không? Hình như có dấu con nha hay cua gì bấm rồi ta. Giờ nó ra cả nhà. Này có dấu con cua nó bấm nước lớn nè. Bò nó bấm nước lớn dài à. Rồi. Mày dấu nha. Mày thấy dấu cua. Rồi, tiếp tục. Vừa phát hiện một em thò lòi bự nữa cả nhà. Đó nằm dưới tàu lá này. Hốt. Trời ơi cho bá luôn. Quái vật, quái vật, quái vật khủng rồi. Vô. Hôm nay là no rồi. Đó, một tiếng luôn nghe nè. Đó. Tiếp tục nha.
Ủa, bữa nay vô đây có thằng lầu cúng không ta? Ui, đã thiệt. Gặp này anh em muốn để chắc chưa bắt hay gì nè, nên mới còn thò lòi khủng 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 nhiều. Trời ơi, con nha, con nào nó canh 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 quá trời bà khía, con nào nó bự. Nói chung ra cái vùng của chỗ Tùng ở cả nhà là dùng nước lợ nha, mặn có, ngọt có, lợ có. Thì những cái con mà cua, hải sản và bà khía đồ thì nó có quanh năm nha. Mấy anh em đi tới đây thì gặp được 3, 4, 5 con cá thò lòi khủng không. Đó. Giờ mấy anh em sẽ chuyển sang cái con khe khác nha. Bây giờ đi vô khe này, đi ra khe này khúc. Khe này thì đi chắc không có ngon gì mấy đâu. Bây giờ thì mấy anh em sẽ quay lại cái khe bên đây nha cả nhà. Cái khe bên đây này. Khe bên đây đi vô thì có cua có gì mà bắt nha. Hàng cua vậy? Cua đi. Hả? Đi. Cua đi rồi cả nhà. Phát hiện một em thò lòi nữa nha cả nhà. Mà để cho Hải qua đó chặn đầu thì Tùng sẽ chặn đầu đây nha, từ từ nha. Từ từ thấy nó rồi đó. Từ đó nó nằm kìa. Cái nhà thấy không? Nó đưa ở đầu nè. Hốp. Ủa, giữa nè. Quá trời ơi. Rồi đèn nó khác đi. Nè, lấy nét cho cả nhà xem. Chà bá lửa luôn nha. Con này phải 2 lạng. Rồi. Tiếp tục cuộc hành trình nha. Ê. Ủa bà khía nó vàng vậy nè cả nhà. Ê. Rồi. Tiếp tục nha. Hôm nay chúng cầu nè, cái nhà thấy dấu quái vật nó lội không đó, còn cái dầu sơ sơ nha nè, đó đuốc lên đây nha. Giờ hai anh em sẽ lằn lên đây kiếm nó coi nó đi hướng nào nha. Con này thì vô hướng này, này qua hướng này. Rồi bây giờ hướng nào ngon đây, biết hướng này, hướng này không có dấu rồi, qua hướng này đi. À, cái dấu trời mặt có dấu không? Rồi hai anh em sẽ lằn theo cái dấu vết của con quái vật này cả nhà. Giống nó đi rồi, giống nó lết quá trời hết luôn, giống nó lết thằng mé này nè, tụt lên tụt xuống. Rồi anh em sẽ lằn theo cái con khe này để tìm có bự không. Đi bây giờ lằn theo dấu vết đây, dấu vết một em bạc khía cà bả lửa, quá trời bả khía luôn. Thường thì mình đi soi ba khía thì không gặp ba khía đâu nha cả nhà. Mình đi bắt này cái kia thì mình mới gặp ba khía. Còn đi soi ba khía thì ba khía nó trốn mất tiêu. Kiếm không ra. Mấy anh em sẽ lại, sẽ lần vô cái khuôn dũng trong đây nè, khuôn dũng lá trong đây, tìm kiếm cái dấu vết của con mấy con hải sản đặc sản của miền Tây cũng như Cần Giờ Nhà Bè. Trời ơi, dấu con dũng nó đi quá trời luôn, quá giật nó đi cả nhà. Rồi, giờ về đây tổng thành quả nha của hai anh em đi săn đêm nha. Đây là cá thò lòi biển nè. Nó chạy nhanh chạy nhanh. Hai em, bốn em. Đó. Ừ, trời, nhảy luôn con nhái nhỏ rồi. Trời, nhảy luôn rồi. Em sáu em, con này nó muốn hy sinh nè. Ui, đi ra đây đi. Em giữ thì chứ. Mớ cua nhỏ. Quá, cua chết luôn. Này. Cơm, cá chết luôn. Nó giọt. Đó, thành quả của mấy anh em nè. Đó, dưới đây cá thò lòi. Giọt nè, cua nè. Cua điên. Bây giờ thì cho Tùng xin kết thúc cái video nha. Hẹn cả nhà cái video tiếp theo. Cái nhà xem video thấy hay thì ủng hộ cho mấy anh em mình, cho mấy anh em mình xin một đăng ký, một like, một chia sẻ để có động lực cho video nha. Và bây giờ thì Tùng xin
hẹn cả nhà cái video tiếp theo.